Nhà cụ Thành Phúc xin kính chào quý khách. Ngày hôm nay em Tuấn Anh lên sóng tiếp tục em S750. Đấy. Với mỗi một cây đàn khi bán ra thì sẽ bung bốc cho quý anh chị cùng quan sát và chiêm ngưỡng ngoại hình nội thất bên trong em nó. Đó. Máy móc thì nguyên siêu. Lần đầu tiên bung bốc. Đấy. Zin luôn. Bo mạch zin. Bo mạch zin chưa qua sửa chữa. Đó. Bo mạch zin chưa qua sửa chữa này. Đó. Lần đầu tiên bung ốc đấy, đã vệ sinh rồi. Zin từ cái ben. Đấy, hai cái ben zin của nhà sản xuất. Đấy. Zin luôn. Loa không bị dè anh chị em nhá. Giá cho một em S750 siêu đẹp như này thì chỉ với 12 triệu 500 nghìn đồng đã cài bộ sim PSM V4 gốc. Đó. Anh chị em yên tâm sử dụng và đi show. Đấy. Bảo hành 2 tháng cho anh chị em, bảo hành bàn phím 1 tháng. Đấy. Không bảo hành nổ khi bị thời tiết nồm ẩm. Đấy, không bảo hành nổ phím.